mọi người, mọi người biết Nu đang đi đâu không? Em thấy cà chua nhà Nu đẹp không? Riêng Nu cũng thấy thích toàn mọi người. Đây là cây ớt Nu trồng nhá mọi người. Ai cũng khen là nó ra trái à, nó nhiều. Và đây, đây chính là nhân vật chính hôm nay nha mọi người. Wow. Tuyệt vời. Bây giờ nó sẽ hái nha. Mình tha không ta mọi người? Không tha. Cầm điện thoại mỏi cả tay rồi mấy. Đồ mọi người biết đây là cái gì đó. Trong thời gian mọi người chờ đợi Nu hái thì Nu sẽ luôn thuê 7 thứ cho mọi người nha. Mọi người muốn biết gì về Nu không? Mọi người có gì mà chưa hiểu về Nu không? Mọi người chưa hiểu thì mọi người hãy nói với Nu để Nu nói cho mọi người biết nha mọi người. Cười như chưa đi ăn sáng ấy mà Nu chưa ăn sáng thật. Mà nhá con kia lấu vừa hỏi. Ui, dài ghê mọi người. Mọi người không thèm hỏi gì về Nu thì thôi nha, Nu không thèm nói cho mọi người biết đâu. Hỏi thế ra có ai lừa mặt Nu không? Nu để đó. Đức nói thương tê. Làm sao? Bây giờ Nu sẽ cẩn thận hơn để không nó không bị đứt ra nha mọi người. Ê, sao không lấy được nước ta? Vào nồi. Thì mấy em này nó vào bụng Nu hết quá mọi người. Tuyệt vời kìa. Nu thích nhất chỉ là cảm giác nhìn lại. Ôi. Nu có chuyện là nó sẽ ở với nhau như là nói sao đây. Nu có chuyện là nhậu phát được cả hai nắng mọi người. Trời ơi, mà em lúc nãy Nu quay sang cái nhà ô kia ấy, chúng nó nói chuyện ầm luôn á. Mọi người có gì thì mọi người thông cảm nha. Leo thấy đó. Cho mày vẫn còn nha mọi người. Đã hai rồi thì phải hết luôn, không chỉ một ai. Ui. Nhọn có vó, nhọn nhưng mà có vó mọi người. Còn nhớ con ta. Hết luôn rồi nha. Nu là mày tấm hình đó. Chỉ mấy mấy em này, mấy em thì chỉ có thể vô nồi thôi. Mấy em không tắt được đâu con trai. Nhìn mấy em nấm thương thật đắt. Nhưng mà Nu cũng thèm quá nên thôi. Thương nhưng mà cũng kệ. Nhìn cái bánh nổ lọc nó xinh. Nhìn gặp anh nhìn hiếm không? Nhìn cho anh. Đẹp không mọi người? Sao không lấy được nectar trời. Thôi chào mọi người, bye bye mọi người nha.